Xin chào các bạn, mình là Mi Bé và chuyên mục tháng này chơi gì đã quay trở lại trên Game On. Mặc dù tháng năm này được đánh giá là không có quá nhiều những tựa game nổi bật, thế nhưng Game On chúng mình vẫn sẽ lên một danh sách tựa game được gọi là đáng chơi và đáng được cho vào wishlist của mọi người nhé. Không để mọi người chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. V Rising, tựa game isometric thể loại co-op sinh tồn đến từ nhà phát triển Stunlock Studio, đưa người chơi hòa thân vào một ma cà rồng thức tỉnh và đang bị suy yếu sau hàng ngàn năm ngủ vùi trong quên lãng. Cho những ai chưa biết, Stunlock Studio được thành lập bởi các sinh viên với đam mê lập trình game đến từ Thụy Điển, những người đứng sau các tựa game nổi tiếng một thời như Bloodline Champions, Battlerite và Battlerite Battle Royale. Trong V Rising, bạn sẽ phải thu thập nguyên liệu, xây dựng căn cứ, tiêu diệt kẻ thù và chiêu mộ nhân tài với âm mưu một lần nữa đưa những sinh vật của bóng tối quay về với thời hoàng kim, chống lại loài người yếu ớt. Game có chế độ đơn, hoặc người chơi có thể lập tổ đội tối đa 4 người, tham gia vào cuộc hành trình khám phá những vùng đất bí ẩn, xâm chiến làm mạc hoặc chiến đấu chống lại các giống loài quỷ dữ khác để bành trướng lãnh thổ. Ngoài PvE, game còn cung cấp chế độ PvP mà nếu các bạn đã biết đến Battlerite thì V Rising chắc chắn sẽ đem đến những màn combat mãn nhãn. Stunlock Studios đã thông báo rằng tựa game chiến thuật Macaron Thế giới mở V Rising sẽ ra mắt trên Steam Early Access vào ngày 17 tháng 5. Ngoài ra, nhóm gần đây cũng đã đăng một bản cập nhật mới lên trang Twitter về bản đồ thế giới cũng như môi trường của trò chơi. Họ cho biết đây vẫn chưa là phiên bản game hoàn thiện và hứa hẹn sẽ còn rất nhiều bất ngờ vào ngày V Rising chính thức ra mắt. Nếu các bạn là fan của những câu chuyện trinh thám giật gân đầy plot twist cùng thể loại game hành động lén lút, thì tựa game sau đây chắc chắn nên nằm trong wishlist của bạn. Dựa trên trò chơi tabletop nhập vai nổi tiếng, Vampire The Masquerade Swan Song là một cuộc phiêu lưu về những kẻ săn mồi khát máu sống giữa loài người trong thế giới hiện đại. Swan Song lấy bối cảnh ở Boston, trong thế giới bóng tối, nơi nhân loại không hề hay biết đến sự tồn tại của Macaron. Xã hội ngầm này được gọi là The Masquerade và kẻ đứng đầu chúng được gọi là một Camarilla. Hoàng tử Camarilla mới của Boston, Hazel Iverson, đang cố gắng củng cố sự hiện diện của Camarilla bằng cách sát nhập hai nhóm vampire tại thành phố Boston và Hartford. Câu chuyện kể về ba Macaron đến từ các gia tộc khác nhau với quan điểm khác nhau về sự cai trị của một Camarilla. Trong đó có Galeb, một người đàn ông đáng sợ của gia tộc Ventru, MM, bông hồng quyến rũ đầy gai của gia tộc Toreador và Leisha của tộc Macavian, kẻ chuyên pha chế máu. Cả ba điều tra những âm mưu của những thế lực ở Boston sau một vụ xả súng không rõ nguyên nhân. Mỗi nhân vật có những khả năng riêng biệt mà bạn có thể nâng cấp để phù hợp với cách tiếp cận game. Vậy thì bạn sẽ chọn gì? Đe dọa, dụ dỗ hay lén lút? Với cách tiếp cận trò chơi độc đáo của mình, Swan Song nhấn mạnh vào các hậu quả của các hành động của người chơi trong các cuộc điều tra và cách mà bạn tương tác với các nhân vật khác. Điều này buộc người chơi phải phân tích từng tình huống một cách cẩn thận vì các quyết định có thể gây ra những hậu quả to lớn đối với cuộc sống của nhân vật chính và số phận của cả giống loài Macaron. Vampire The Masquerade Swan Song sắp tới sẽ có mặt trên PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One và Xbox Series X vào ngày 19 tháng 5 tới đây. Lấy bối cảnh Nhật Bản vào thời kỳ Edo, Trek to Yomi theo chân một chiến binh trẻ tên Hiroki trên hành trình đối đầu với thế lực đã tàn phá ngôi làng của mình. Kiếm sĩ Hiroki thề với chủ nhân đã mất sẽ bảo vệ thị trấn và những người anh yêu thương trước mọi đe dọa. Đối mặt với bi kịch và ràng buộc với nghĩa vụ, Samurai đơn độc phải vượt qua sự sống và cái chết để đối đầu với chính mình và quyết định con đường phía trước. Trek to Yomi tạo nên một trải nghiệm điện ảnh chân thực với những góc máy quay ngoạn mục cùng phong cảnh đồ họa hớp hồn người xem, lấy cảm hứng từ những bộ phim Samurai cổ điển của đạo diễn tài ba Akira Kurosawa vào thế kỷ 20. Gameplay của Trek to Yomi là sự xen kẽ thể loại khám phá môi trường và thể loại side-scrolling. Trong khi trò chơi chủ yếu là trải nghiệm tuyến tính, thế giới của nó có các khu vực bí mật nơi người chơi có thể tìm thấy các nâng cấp để tăng khả năng tấn công và tăng stamina, cũng như các item và vũ khí bổ sung. Người chơi cũng có thể gặp những NPC thân thiện khác, những người có thể cho bạn manh mối về tuyến nhiệm vụ cốt truyện. Mặc dù Trek to Yomi được thiết kế nhằm thử thách những người chơi hardcore thích ăn hành, nhưng game cũng có chế độ điện ảnh giúp giảm mức độ khó của trò chơi. Bạn hoàn toàn có thể thoải mái tận hưởng trọn vẹn phong cách nghệ thuật độc đáo mà game đem lại. Sau khi hoàn thành game một lần, người chơi sẽ mở khóa một chế độ khó bổ sung, trong đó nhân vật của người chơi sẽ chết ngay lập tức nếu bị trúng đòn. Đây gần giống với New Game Plus trong các dòng game show. Trek to Yomi sẽ được phát hành cho Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One và Xbox Series XS vào ngày 5 tháng 5. Warhammer 40K Chaos Gate Demon Hunters là bản remake của Warhammer 40K ra mắt vào năm 1998. Lấy bối cảnh khoa học viễn tưởng thuộc hệ thống trò chơi Game Workshop Warhammer 40K.
Lô chơi chính của Warhammer Chaos Gate Demon Hunters xoay quanh các nhiệm vụ chiến đấu theo lượt gần giống với tựa game XCOM, cùng những cảnh cinematic slow motion hoành tráng và cực kỳ ngầu lòi. Người chơi sẽ chỉ huy một đội hiệp sĩ xám trong cuộc chiến chống lại lực lượng của Nurgle, những kẻ đang cố gắng giải phóng một bệnh dịch trên thiên hà có tên là Bloom. Nhiệm vụ của bạn là loại bỏ các tàu sân bay, tiêu diệt các tay sai hoặc thu thập thông tin quan trọng. Tuy nhiên, game còn buộc người chơi phải đưa ra một số quyết định khó khăn để thực hiện trên tàu tuần dương giữa các nhiệm vụ thực chiến. Bạn phải cân nhắc tầm quan trọng của những lời khuyên mà Ektar, Inquisitor, Valkyr và Tech Priest Dominus đưa ra. Bất cứ sự lựa chọn nào cũng sẽ khiến cho phe còn lại mất thiện cảm với bạn. Game hiện đang có 4 chế độ chơi là Merciful, Standard, Ruthless, Legendary và đã lên kệ trên Steam vào ngày 5 tháng 5 vừa rồi. Evil Dead The Game là một trò chơi điện tử kinh dị sinh tồn sắp ra mắt, được phát triển bởi Saber Interactive và được xuất bản bởi Saber Interactive và Boss Team Games. Evil Dead sẽ có lối chơi PvP, trong đó bạn sẽ phải hợp tác và chiến đấu với những người chơi khác. Cho những ai chưa biết, Evil Dead The Game dựa trên tác phẩm kinh điển đình thám từ những năm 80 do đạo diễn Sam Raimi chỉ đạo. Người chơi sẽ theo sau nhân vật chính Ash Williams do diễn viên Bruce Campbell thủ vai, cùng với Dana DeLorenzo trong vai Kelly Maxwell và Ray Santiago trong vai Pablo Simon Bolivar từ loạt phim truyền hình cùng tên, cùng nhau chống lại thế lực quỷ dữ tà ác. Evil Dead The Game lần đầu tiên được công bố tại The Game Awards 2020, được giới thiệu là một tựa game tập trung chủ yếu vào chế độ co-op multiplayer. Tuy nhiên, sau phản ứng dữ dội về việc thiếu nội dung chơi đơn, nhà sản xuất Saber Interactive và Boss Team Game đã quyết định lùi lịch xuất bản để xây dựng lại chế độ đơn nhằm chiều lòng người hâm mộ. Evil Dead The Game có thể nói là thể loại game bắn zombie đầy máu me và kinh dị với những màn finish đậm chất Evil Dead. Game còn có hệ thống thăng cấp cũng như cơ chế cây kỹ năng, kèm theo đó là cơ số màn chơi khác nhau, bao gồm cả map cabin trong rừng từ phần Evil Dead ra mắt vào năm 2013, cùng với hơn 25 vũ khí, kèm theo đó là hai loại vũ khí kinh điển của Ash là chiếc cơ máy và khẩu shotgun với cái tên Boomstick. Ngoài ra, trò chơi sẽ có 4 lớp nhân vật cho bạn lựa chọn, bao gồm lãnh đạo, chiến binh, thợ săn và hỗ trợ, và 3 loại ác quỷ có thể chơi được là lãnh chúa, người múa rối và kẻ phá đám. Evil Dead The Game sẽ được phát hành cho Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One và Xbox Series XS vào ngày 13 tháng 5 tới. Lịch phát hành cho Nintendo Switch sẽ được công bố sau. Tạm gác lại những tựa game sinh tồn, hoành động chặt chém máu me be bét, chúng ta hãy cùng chuyển sang một tựa game nhẹ nhàng và dễ thương cho những người muốn chill chill một chút trong tháng 5 này nhé. Little Witch in the Woods kể về câu chuyện của Ellie, một phù thủy tập sự trong một thế giới pixel tuyệt đẹp. Ellie phải hoàn thành khóa đào tạo của mình trước khi có thể tốt nghiệp trường phù thủy, đồng thời cô phải giúp đỡ ngôi làng gần đó và những người dân trong làng như một phần trong quá trình đào tạo. Trong Little Witch in the Woods, người chơi sẽ đi sâu vào tất cả các khía cạnh của cuộc sống phù thủy như là thu thập nguyên liệu, xử lý chúng, rồi chế tạo độc dược và sử dụng các kỹ năng của Ellie để giải quyết các câu đố cũng như khám phá, câu cá, khôi phục ngôi nhà mà cô đang sống và còn rất rất nhiều những việc vặt dân làng nhờ vả nữa. Về cơ bản, game thuộc thể loại nông trại, phiêu lưu kèm theo chút phép thuật. Nếu bạn là một fan của những tựa game như là Doraemon, Story of Season hay là Stardew Valley thì nhất định không nên bỏ qua Little Witch in the Woods. Theo như trang Steam của game, phiên bản Early Access sẽ ra mắt vào ngày 17 tháng 5 tới, bao gồm một đoạn prologue và một chương với khoảng 5 giờ chơi. Hiện tại, bản phát hành chính thức sẽ đi kèm với phần mở đầu, 3 chương và phần kết với ước tính khoảng 20 giờ chơi. Trong phiên bản đầy đủ, nhiều loại nội dung như hoạt động, các khu vực và vật phẩm và nhân vật sẽ được cải thiện vào lần đầu tiên ra mắt khán giả và người chơi sẽ có một trải nghiệm phong phú hơn. Phiên bản đầy đủ của Little Witch in the Woods hứa hẹn sẽ ra mắt vào năm 2023. Best Month Ever là tựa game point and click đầu tiên được phát triển bởi chương trình đào tạo Game Directing của trường điện ảnh Warsaw. Nhóm sản xuất bao gồm sinh viên, các sinh viên đã tốt nghiệp và các chuyên gia trong ngành hợp tác để tạo ra trải nghiệm đưa người chơi vào một gia đình đa chủng tộc ở Mỹ năm 1960. Câu chuyện xoay quanh Louise, một người mẹ đơn thân, sau khi được chẩn đoán mắc bệnh nan y khiến cô chỉ còn một tháng để sống, đã quyết định tham gia vào cuộc hành trình đầy thử thách để tìm kiếm người có thể gửi gắm tương lai của cậu con trai Mitch đang tuổi ăn tuổi lớn. Với hy vọng chỉ trong một tháng ngắn ngủi, cô có thể tiếp thêm sức mạnh tinh thần, giúp cậu bé giữ vững sự tự tin trong suốt quãng đời còn lại. Mitch là một đứa trẻ thông minh và học hỏi rất nhanh, thế nhưng điều này cũng có thể là con dao hai lưỡi khi những hành động của người mẹ sẽ ăn sâu vào tiềm thức của một đứa trẻ 8 tuổi, dần hình thành nhân cách của cậu bé về sau. Đây là một tựa game Choice Matter và hiện nhà phát triển đã công bố sẽ có tổng cộng 9 ending. Hai mẹ con Louise sẽ bị ném vào những tình huống dở khóc dở cười như là cướp nhà băng, chạy trốn khỏi cảnh sát hay thậm chí là bắt một gia đình sùng đạo làm con tin. Tất cả đều ảnh hưởng đến mối quan hệ và tương lai của cả hai. Câu chuyện cảm động của họ diễn ra trong bối cảnh một nước Mỹ bị chia cắt bởi những căng thẳng chính trị và bị chia rẽ bởi sự bất bình đẳng xã hội đầy tàn bạo. Best Month Ever đã có mặt trên PC, Xbox, PS4, PS5 và Switch vào ngày 5 tháng 5 vừa qua.
Ngoài những tựa game được nêu trên danh sách, vẫn còn rất nhiều trò chơi khác đã có những bản cập nhật, những bản sửa lỗi, DLC, remake, remaster hoặc là đem lên những hệ máy khác. Danh sách tổng hợp những tựa game sẽ ra trong tháng 5 này sẽ được liệt kê ngay sau đây. Và trên đây là chuyên mục tháng này chơi gì của Game On. Nếu có gì sai sót, các bạn hãy comment bên dưới phần bình luận giúp mình nhé. Nếu thấy nội dung của chúng mình hữu ích, đừng ngại like, share và subscribe cho Game On. Mình là Mi Bé, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!